tôi nghĩ chồng mà mọi người đã hứa trên hứa đôi bên qua mỗi miền tây sống ở Sài Gòn. Nam chồng của tôi ông vừa biết nấu cơm đó mọi người. Ông làm được hai món mọi người, ông làm món cải xào nè mọi người, cải ngọt xào, canh cải nấu tôm khô. Anh có đậy nắp lại luôn cái giá này. Anh nấu xong rồi là em lao bếp cũng khùng luôn nha. Nó văng. Chờ mọi người đã có trên YouTube em mọi người thấy sống ở Sài Gòn. Hôm nay ngon á. Hôm nay mọi lười nấu cơm, mọi không có nấu cơm. Hôm nay để lại giữ quán với con đi lên lầu. Anh chồng ổng trên lầu à? Anh tự nấu cơm nè mọi người. Anh chồng đảm đen nhất quả đất. Coi chị Tiên làm gì nằm đây? Còn đốm nữa, đốm đâu này nằm đây nhỉ? Còn anh Thái qua phòng mẹ làm gì? Hả? Anh Thái giờ hôm nay anh Thái nghỉ làm, anh Thái lên đồ rồi nha bà con các bác. Anh Thái qua phòng mẹ làm gì? YouTube ạ. Anh Thái đi chơi anh Thái. Ồ con đem cái bàn qua, ủa đồ bỏ tùm lum đây. Cả nhỉ, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube em mọi miền tây sống ở Sài Gòn. Ủa anh Thái nha, Thái đi chơi với ai anh Thái? Anh Thái còn đốm nó đốm lên giường mẹ. Đứa cha nấu cơm. Bà nội, bà ta bà nội. Rồi, bây giờ cơm đã chín. Anh chồng đã nấu cơm chín rồi. Ăn cơm đơn giản nha mọi người. Coi mà sáng mà mua cá đó. Còn ở dưới mấy con à. Tự nấu tự dọn ra luôn mọi người. Tự ăn. Mà không quay video. Ngon anh. Cơm anh nấu mà phải ngon quá không? Chồng. Chồng ơi chồng, cơm ngon không chồng? Ngon hơn nhà hàng 5 sao. Đó. Chứ thua nhà hàng 6 sao. Anh chồng nhà Mộng á thì thích ăn cơm vậy mọi người. Chồng nhà Mộng thích ăn cơm mà. Ăn cơm đơn giản vậy đó. Đó, anh xào cải ngọt. Anh nấu canh tôm khô cải ngọt. Sảy con bà Bảy ăn gì mà ngon lắm á, hết nồi cơm luôn á. Nước mắm mè với cá. Cá chiên, cá nục cáp chiên. Cải ngọt xào. Ngon không chồng? Anh tắt đèn của em hoài. Em đi nhìn. Ôi ơi, hai đứa này xin ăn, hai đứa này xin ăn. Ăn cá là không được ăn, mắc cổ á. Đó, cha cũng cho ăn hay không. Ôi, em đi xuống quán.
bỏ quán dưới nữa. Yeah. Mộng phê với... nè Linh ơi, Mộng phê với Linh cái cây lược vàng Linh cho Mộng nè Linh. Bữa Linh cho Mộng nó có xíu á Linh. Trời ơi, bữa nay nó lớn rồi Linh. Nó nhảy con nè. Nó nhảy một con nè ha. À, hai con nè ha. Hai con nè ha. Ba con nè ha. Bốn con nè ha. Bốn con luôn nè. Bốn con. Rồi năm con nè. Năm con luôn nè. Đó. Ôi nó mau lớn lên. Chắc là ngày mai mình bẻ ra mình trồng thêm nè. Đó. Đó. Chào mừng mọi người đến với tên kênh YouTube Mai Mộng miền Tây sống ở Sài Gòn. Mộng khoe với mọi người. Cây này là cái cây... cây này là cái cây... cái gì ta? Cái gì bữa người ta cho Mộng nè. Cái cây này ăn bổ lắm mà quên nó tử rồi nè. Cái gì ta? Cái gì mà xào thịt bò á? Tự nhiên quên luôn rồi. Đó, cái cây này ngộ quá lên. Cái này mình chỉ chặt nhánh là mình trồng nó lên nè mọi người. Mọi người cái này mình chặt nhánh là mình trồng nó lên. Cái gì nè ta? Tự nhiên quên bất tử. Hồi này là dây mướp của mọi người. Cái này là dây châu bà nhà mộng. Cái này là cái phát tài nhà mộng. Đó. Trên lăng kia, trên lầu. Cây này là cây sứ. Cây sứ chỗ bông đẹp lắm. Hôm nay nó tàn rồi mọi người ơi. Sứ. Con này là cái dương nè. Cái dương đẹp không mọi người. Sứ bữa nay nó tàn. Quay. Sau này nhà của ai nữa? Quay nhà của góc phòng của chị. Nè Linh, bố Linh cho Mộng nè. Cái cây, cây ấy nè, Linh cho Mộng cây, cây lược vàng á, Mộng Linh. Trời ơi, thương ghê nè Linh, nó mau lớn ghê luôn. Ngày mai là Mộng chiếc ra, Mộng chồng. Nè, nó lên nó nhảy con quá trời luôn nè Linh. Mê không, trời ơi, nó mau lớn ghê luôn. Hồi mà cây lược vàng nó dễ chồng ghê Linh. Còn cái cây này tự nhiên quên luôn rồi nè, cây này xào thịt bò. Cái gì quên rồi, tự nhiên quên rồi, không nhớ. Để ngày mai suy nghĩ lại cái gì. Cái gì ta? Cái gì xào thịt bò nè, tự nhiên quên. Không nhớ.